Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 cùng với việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh đã bố trí nguồn vốn trên 610 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc tập trung nhiều nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực chủ chốt nhất để tạo ra sự chuyển biến nhanh cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất hàng hóa được đặc biệt quan tâm. Với cách làm này, chỉ qua một thời gian ngắn, nông nghiệp nông thôn ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Ra đồng sản xuất, những người nông dân ở xã Thanh Trù như chị Quyền bây giờ không còn phải đi bộ như trước đây. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi được hưởng, tức là ra đường thì được đường cái thì được bê tông hóa tất các toàn tuyến đường và được sạch sẽ đường làng ngõ xóm, và về đồng ruộng thì được mương máng được bê tông hóa hết, và đời sống gia đình từ khi xây dựng nông thôn mới thì đời sống được nâng lên rõ ràng. Những thay đổi này bắt đầu từ việc lãnh đạo xã Thanh Trù và người dân ở đây đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thì ngay từ đầu năm thì Đảng ủy, Ủy ban dân xã cũng đã có nghị quyết chuyên đề và triển khai có kế hoạch rất cụ thể, rất quyết liệt trong cái vấn đề về nông thôn mới. Đối với lại Đảng ủy và Ủy ban nhân dân và đặc biệt là ban chỉ đạo thì cũng đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân để coi như vậy họp cái công tác giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai nữa là vận động tuyên truyền nhân dân để ủng hộ trong cái chương trình nông thôn mới thì được nhân dân rất đồng lòng ủng hộ. Cho đến giờ là kết quả bây giờ thì 19 tiêu chí thì cũng đã hoàn tất 18 tiêu chí. Tuy nhiên còn một tiêu chí về chợ nông thôn thì cũng được Ủy ban dân tỉnh cho lùi sang 2015. Thế nhưng đến giờ thì coi vậy là về chợ nông thôn thì chúng tôi cũng đã giải phóng mặt bằng đã xong và đã xây bao loan cũng đã xong. Đấy, cố gắng hoàn tất để coi xây dựng nhà để đạt được cái tiêu chí về chợ nông thôn. Xây dựng nông thôn mới từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đang là cách làm của hầu hết các xã trong tỉnh. Sau gần 4 năm xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã cứng hóa được hơn 1.000 km đường trục xã, hơn 1.300 km đường trục thôn và gần 400 km đường trục chính giao thông nội đồng. Toàn tỉnh đã kiên cố hóa xong kênh loại 1, 2 và gần 1.000 km kênh loại 3, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, sóng viễn thông được phủ 98% diện tích toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet của cộng đồng dân cư. Mạng lưới chợ nông thôn được xây mới, nâng cấp, cải tạo, góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. Cho đến nay, 17 xã cơ bản là đã đạt, xã nào thấp nhất cũng tăng thêm được 5-6 tiêu chí. Có thể nói là hết tháng 12 này, thì trong số 17 xã và xã Định Trung là 18, thì ít nhất thì có 17 xã sẽ đạt chuẩn. Thế và ngoài xã Định Trung và 17 xã đăng ký đạt chuẩn thì cũng rất vui mừng huyện Yên Lạc vừa có thông tin là hai xã Tam Hồng và Đồng Văn là hai xã mà không thuộc diện tỉnh duyệt để hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2014. Thì đã báo cáo đề nghị là hội đồng đánh giá đạt chuẩn của tỉnh về kiểm tra xem xét để đánh giá hai xã này. Nếu 18 xã kia và cộng với hai xã Đồng Văn và Tam Hồng của Yên Lạc đạt chuẩn thì năm nay thì chúng ta khả năng là sẽ có được 20 xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Vĩnh Phúc là một trong số địa phương dẫn đầu của cả nước về xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.